Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao phối hợp với công an huyện vừa tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và ký kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kế hoạch công tác cùng một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao yêu cầu công an huyện, Ủy ban nhân dân, công an các xã thị trấn thực hiện nghiêm túc hiệu quả luật phòng cháy chữa cháy, tổ chức rà soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp với từng địa bàn khu dân cư, tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, duy trì và xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Đảng bộ cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba vừa tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2024. Tham gia hội thi có 4 thí sinh tiêu biểu được tuyển chọn qua vòng thi sơ khảo từ 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Ủy ban nhân dân huyện Thanh Ba. Mỗi thí sinh dự thi phải thực hiện 3 phần gồm soạn đề cương, thực hành thuyết trình và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Các phần thi được các thí sinh chuẩn bị kỹ lưỡng, có sự đầu tư về nội dung và hình thức, kết hợp trình chiếu hình ảnh, nội dung trình bày rõ ràng, đúng trọng tâm, có liên hệ thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Hội thi là dịp để các báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ kỹ năng thuyết trình, tuyên truyền miệng, góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Ninh vừa tổ chức kiểm tra bắn đạn thật, đánh giá kết quả huấn luyện tự vệ năm 2024 tại thao trường bắn Lữ đoàn Thông tin 604, quân khu 2. Tham gia kiểm tra bắn đạn thật có 104 đồng chí là chiến sĩ tự vệ của 4 cơ quan, đơn vị là Ngân hàng Nông nghiệp, Trường Trung học Phổ thông Phú Ninh, Trường Trung học Phổ thông Tử Đà và Trường Trung học Phổ thông Trung Giáp. Tại buổi kiểm tra, các chiến sĩ đã tiến hành bắn đạn thật bằng súng tiểu liên AK-71, ban ngày số lượng đạn 9 viên ở 3 tư thế, bắn đứng, quỳ bắn, không bệ tì và nằm bắn có bệ tì ở khoảng cách 100m. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng với tinh thần trách nhiệm, các chiến sĩ tự vệ đã thực hiện tốt bài kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang thiết bị. Kết quả 100% quân số tham gia bắn đạn thật đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt loại khá giỏi. Thông qua đợt huấn luyện nhằm giúp các chiến sĩ tự vệ có bản lĩnh chính trị vững vàng, vận dụng linh hoạt vào thực tế, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại cơ quan đơn vị. Phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ vừa tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn phường Phong Châu xảy ra 8 vụ việc về vi phạm hành chính và tai nạn giao thông, đã giải quyết 100% vụ việc, địa bàn không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội. Lực lượng công an phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều mô hình được xây dựng đã và đang phát huy tác dụng tiêu biểu như mô hình Zalo an ninh, camera an ninh, mô hình phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, cựu chiến binh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội đã góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Thời gian tới, cấp ủy chính quyền phường Phong Châu sẽ tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo mọi điều kiện để lực lượng công an các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được tuyên dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Xã Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn cũng vừa tổ chức thành công Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Năm 2024, xã Kiệt Sơn tiếp tục duy trì hoạt động của 7 ban an ninh trật tự, 31 tổ liên gia tự quản, 1 tổ nhân viên tự quản, 3 tổ nhà giáo tự quản về an ninh trật tự, thường xuyên tổ chức tuần tra nhân dân tại các địa bàn khu dân cư vào ban đêm, giờ cao điểm nhằm chủ động phòng ngừa phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về tội phạm.
lực lượng công an chủ động xây dựng lịch tuần tra và phối hợp, kết hợp với các tổ an ninh trật tự tại khu dân cư, tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến quốc lộ 32A và các tuyến đường tỉnh lộ, liên xã, liên khu, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức tham gia giao thông của người dân, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn. Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống lực lượng công an nhân dân và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thảo luận trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Thanh Thủy vừa tổ chức hội nghị tập huấn cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho các cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm của các cơ quan đơn vị, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các học viên được đại diện của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Phú Thọ truyền đạt 6 chuyên đề gồm: Luật an toàn thực phẩm, các nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm do sử dụng thức ăn, quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn tại cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, kiểm tra giám sát và quy định xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nâng cao kiến thức về an toàn thực phẩm, các hành vi bị cấm và quy định xử phạt về những hành vi vi phạm mới nhất trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, từ đó thay đổi thái độ và thực hành, góp phần chung tay đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Việt Trì phối hợp với Trường Chính trị tỉnh vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2024 cho cán bộ hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn. Tham gia lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu quán triệt những nội dung công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong hệ thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Vai trò của phụ nữ trong tham gia quản lý hợp tác xã gắn với thực hiện đề án 01 CP về hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tại việc làm cho lao động nữ đến năm 2030. Việc thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây là những nội dung thiết thực nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở những kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở hội. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Sáng nay tại chùa Kim Sơn, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa đã tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2024. Buổi lễ Vu Lan báo hiếu giúp nhân dân được hiểu biết hơn về ý nghĩa hoa hồng cài áo. Hoa hồng đỏ là người hạnh phúc nhất vì còn cả cha và mẹ. Hoa hồng nhạt là người đã mất đi cha hoặc mẹ. Hoa hồng trắng là người đã mất cả cha và mẹ. Đại lễ Vu Lan là một trong những nghi lễ truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam được tổ chức vào dịp rằm tháng 7 hàng năm. Đây là dịp để mỗi người tưởng nhớ, tri ân và báo ân công sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha, ông bà, tổ tiên, đồng thời giúp mọi người tiếp cận ý nghĩa giáo dục đầy nhân văn của văn hóa Phật giáo về chữ hiếu thuận, hiếu nghĩa, hiếu lễ, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Vụ mùa năm 2024, huyện An Hùng tiếp tục triển khai gieo cấy thử nghiệm giống lúa ST25 tại một số xã trên địa bàn với tổng diện tích 6 ha để đánh giá khả năng thích ứng của giống lúa ST25 tại đồng đất địa phương. Vụ xuân năm 2024, mô hình khảo nghiệm giống lúa ST25 được gieo cấy trên diện tích 1,5 ha theo phương pháp SRI tại khu Đông Dương và khu Thượng Khê, xã Hùng Xuyên. Sau thu hoạch, đã đem lại kết quả rất khả quan với năng suất ước đạt 230 kg trên sào, cao hơn giống đối chứng 5,5 kg trên sào, lãi thu được đạt gần 58 triệu đồng, cao hơn giống đối chứng 22 triệu đồng. Với diện tích 6 ha lúa trồng thử nghiệm, vụ mùa huyện Đoan Hùng đã hỗ trợ người dân toàn bộ giống, phân bón và tổ chức phun thuốc phòng trừ sâu bệnh bằng máy bay không người lái. Đánh giá bước đầu cho thấy cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, chống chịu sâu bệnh cao. Gia đình tôi thì cũng đã nhận được 3 sào trong cái diện tích này. Thế thì hiện nay chúng tôi cũng đang tiếp tục chăm sóc, phun thuốc trừ sâu, thì bón phân để đón đồng cho cây lúa để phát triển tốt, để đảm bảo cái vụ mùa đạt năng suất cao hơn. Trong thời gian này, cơ quan chuyên môn của huyện cùng với các cán bộ chuyên môn ở cơ sở tích cực hướng dẫn bà con nông dân các khâu chăm sóc như bón phân, phòng trừ sâu bệnh, tổ chức diệt chuột tập trung tại các cánh đồng triển khai mô hình. Đề nghị bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng, tiến hành quản lý cỏ, làm cỏ
và bón đón đồng sớm, bón theo khuyến cáo của chuyên môn kỹ thuật. Bên cạnh đấy thì là bà con thường xuyên kiểm tra để phát hiện các cái đối tượng sinh vật gây hại, đặc biệt là trong tháng 8 này, đối tượng sâu cuốn lá nhỏ đang nở gây hại, đảm bảo là an toàn cho cây trồng từ nay cho đến cuối vụ. Các cái hợp tác xã nơi ứng dụng các cái mô hình tiến bộ kỹ thuật để sản xuất lúa ST25 đã phối hợp với các cái công ty công nghệ tổ chức phun phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là đối với các cái đối tượng sâu như sâu cuốn lá ở trên địa bàn bằng cái máy bay không người lái để giảm thiểu cái chi phí cho người dân và đồng thời để bảo vệ cho cái việc phòng trừ sâu bệnh ở trên địa bàn có hiệu quả. Với sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, sự tích cực chăm sóc của các hộ tham gia mô hình, hy vọng mô hình giống lúa ST25 sẽ đem lại hiệu quả năng suất cao. Trên cơ sở đó, huyện An Hùng sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng trồng giống lúa ST25 trên toàn huyện, góp phần nâng cao tổng sản lượng cây có hạt trên địa bàn.